Các bác, chào tất cả anh em. Tiếp tục lên đường mẫu Suho X8 cho bác và anh em phục vụ phòng hát gia đình cũng như anh em làm sự kiện với mẫu Suho X8 này rất là tốt. Đây là một bác khách hàng thì đến từ Bến Tre và cũng gọi là hơi một chút kỹ tính khi bác đã tin tưởng bộ cửa hàng Tùng Audio Hải Dương. Bác Duy đến từ Bến Tre và đã chọn lựa cho mình đó là bộ sản phẩm Suho X8 bên cửa hàng Tùng Audio Hải Dương. Và trong buổi chiều hôm nay thì bên em đi rất là nhiều mẫu Suho này, thì ở đây có một bác khách hàng cũng khá là mua hàng khá nhiều trên mạng rồi, và bác cũng mong là nhận được hàng sẽ cảm thấy là ưng ý, và thứ hai nữa là cái chất lượng nó phải đúng hàng. Thì hôm nay Tùng Audio cũng làm một cái video này để gửi tới bác khách để cho bác yên tâm với chất lượng bên cửa hàng Tùng Audio Hải Dương. Đây là mẫu sản phẩm bác đã lựa chọn Suho UGX8 phiên bản đời đầu, và bác cũng có tư vấn cho em là mẫu Suho UGX8 mà bác biết hàng chuẩn, mà bác biết là mẫu sẽ có volume to và to như ngón tay cái các bác ấy. Đấy, thì em cũng để luôn ướm luôn vào đây cho bác và anh em thấy luôn. Không phải là to như ngón tay cái các bác, mà là to hơn rất là nhiều. Và mẫu Suho X8 này thì bên em đã có làm video mở ruột rồi. Đấy, anh em nào mà còn chưa xem được, cũng như là bác Duy nếu mà chưa xem được cái video đó, hãy quay lại kênh YouTube Tùng Audio Hải Dương, bác và anh em nhấn vào. Ở dưới có phần video bên em đã mở ruột với mẫu Suho X8 này rồi. Cả về phần tay mic em cũng đã mở côn tay cho anh em xem rồi. Anh em yên tâm, hàng chuẩn là một bên em. Nếu như không phải hàng chuẩn thì bên em sẽ đền gấp 10 lần tiền cho bác và anh em. Đấy. Và ngoài ra thì bên em luôn luôn có chế độ là anh em nhìn kỹ ở dưới nhé. Ghi chú này, cho khách kiểm tra, xem thử hàng shop. Thế nên là anh em nhận hàng, nếu như có tình trạng mà ship người ta không cho mình thử thì mình gọi điện trực tiếp qua bên em, hoặc là anh em có thể là hủy đơn hàng. Bởi vì bên em đã có cái ghi chú như vậy rồi, anh em có thể nhận hàng kiểm tra thoải mái trước khi thanh toán rồi, thì anh em không việc gì phải lo âu cả. Bên em nhận hàng thì anh em mới thanh toán sau, thì anh em nhận hàng cứ yên tâm. Và với mẫu Suho X8 này thì anh em chơi phòng hát gia đình cực kỳ ổn định và rất là hay. Ngoài ra anh em làm sự kiện với mẫu này em đã có nói đi nói lại rất là nhiều lần rồi. Anh em làm sự kiện mẫu Suho X8 này mua dùng rất là lâu và bền bỉ. Thậm chí anh em làm hỏng những cái mẫu mic này vẫn không bao giờ nâng cấp lên mẫu khác. Bởi vì sao? Tiếng chất lượng của nó quá hay mà các bác và anh em không muốn thay đổi cái mẫu mic khác. Anh em mua lại của Tùng Audio với Suho X8 này rất nhiều. 3, 4, 5, 7, 8 năm trước vẫn mua lại mẫu Suho X8 này bình thường. Ok, thì ngay bây giờ không làm mất thời gian của bác và anh em sẽ test luôn chất âm của em Suho X8 này cho bác Duy cũng như là tất cả anh em đang theo dõi kênh Tùng Audio Hải Dương để biết về cái chất lượng của sản phẩm Tùng Audio Hải Dương đang bán trên thị trường với mẫu Suho UGX8. Đây là tay mic cho các bác nhé. Đấy, tay mic thì em cũng đã giới thiệu sơ qua ở một số video rồi. Tay mic là phiên bản màu trắng sữa cho anh em. Tay mic to, đế to, dài, lắc đầm tay cho anh em sử dụng. Anh em nhận hàng về cầm lắm nên là biết ngay hàng chất lượng như thế nào. Alo, 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, alo, 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, alo. Đấy, các bác và anh em nghe tiếng chất âm của em Suho X8 chưa? Tiếng con này rất là dày luôn cho anh em nhé. Rất là dày. Ngoài ra thì tiếng độ bắt mic ổn định, chế độ thu phát tốt với em Suho X8. Đấy, video của em chỉ làm ngắn gọn như vậy thôi là anh em đủ hiểu về chất lượng của dòng sản phẩm Suho X8 phiên bản hàng chuẩn đời đầu bên Tùng Audio Hải Dương đang bán. Và em báo lại cho anh em với mức giá ở thời điểm hiện tại đang là 2.300.000 đồng với mẫu Suho này. Một mức giá quá là rẻ, quá là ưu ái cho anh em làm âm thanh cũng như anh em đang muốn mua trang thiết bị phòng hát gia đình. Đặc biệt là với mẫu Suho X8 này thì liên hệ trực tiếp qua cửa hàng Tùng Audio nhá. Có bảo hành 12 tháng và ngoài ra thì luôn luôn có chế độ một đổi một trong vòng 1 tháng. Có lỗi xảy ra bên em miễn phí ship hoàn toàn, em đổi lại hoàn toàn mới cho anh em luôn. Ok, video của em xin dừng lại tại đây. Cảm ơn các bác và anh em đã dành thời gian quan tâm theo dõi ủng hộ kênh Tùng Audio Hải Dương. Xin chào.